đang rất là bận, nên sư đã vào điều khuyết cho đại đức Phật Tính, nên con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư trước ạ. Và bây giờ thì con cung thỉnh sư cảm ơn Nam Mô Bích Tha Giá Nhật Bình, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Tính sư. Nên là chúng tôi cũng phải xin chào quý vị trong lớp học. Hiện giờ bên sư đang mưa cũng rất là lớn. Một chiều sư tính để cho quý vị nghe băng, bởi vì ở bên ngoài giờ mưa lớn sấm sét, cho nên sư tính là nhắn tin lại với lớp học chúng ta để băng. Nhưng nào là nghĩ lúc gần đến giờ thì cứ có tính có điện nên là nhắc sư, nên trốn thì không có trốn được. Bây giờ thì như vậy thôi, rồi nếu mà nghe vẫn rõ vẫn rõ thì tốt rồi. Không biết kỳ rồi quý vị học học vi diệu pháp quý vị học đến phần nào. Hoài nghi cái tức là đang vô mình. Rồi, như vậy thì hôm nay sư sẽ trình bày cho quý vị thêm một chút gì đó về cái ý nghĩa của hoài nghi cái, để cho mình rõ hơn một chút, giống như là bổ sung cái bài học đó. Rồi trước khi bắt đầu là chúng ta làm lễ tam bảo, chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Minh Chánh Hạnh Giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lễ trình hôm nay có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thừa. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cầu khí ấy. Kính thưa quý vị, trống của mình á, khi mà mình làm một cái việc gì á mà vốn mình không có tin tưởng lắm về cái điều đó thì có thể nói rằng là chúng ta đã đánh mất đi
một phần của sự thành công. Quả thực là như vậy, kể cả trong những vấn đề rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mình thiếu đi cái sự tự tin, không có bị thiếu đi cái sự chắc chắn, tin tưởng vào chính những điều đó và con đường mà mình đã lựa chọn đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị mất đi cái tỷ lệ thành công trong lĩnh vực đó rất là nhiều. Cho nên chính vì thế mà có thể nói đây là một pháp nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình, và kể cả trong lĩnh vực mà chúng ta tu tập cũng vậy nữa thưa quý vị. Bởi vì ở trong hoàn cảnh cuộc sống, tại sao có những người người ta khi người ta đã dứt khoát làm một cái việc gì đó rồi thì người ta rất là quả quyết, không có cái sự lưỡng lự. Điều này nó liên hệ rất nhiều về cái sự hiểu biết của chúng ta trong bất cứ cái công việc gì. Mình càng thấy rõ, mình càng hiểu biết cặn kẽ về vấn đề nào đó nhiều bao nhiêu á, thì cái sự tin chắc, cái sự tin chắc, cái sự không có phân vân lưỡng lự của chúng ta nó sẽ cao với nhiều. Chính vì thế mà đôi khi có những cái trường hợp đó thưa quý vị, mà sư thấy những người cư sĩ trong công việc kinh doanh của họ, họ bị rơi vào trong một vài những cái tình trạng rất là hoang mang, ngờ vực, không biết là mình có bị cái vấn đề gì đó mà nó công việc kinh doanh của mình không có được trôi chảy. Từ đó đó họ mới bắt đầu là họ đi coi bói, rồi làm chuyện này làm chuyện kia, đủ thứ. Điều này xuất phát từ cái nguyên nhân là họ không có cái chánh kiến, không có chánh kiến thì không có thấy rõ, không có thấy rõ được cái nguyên nhân dẫn đến cái sự thất bại, hay là nguyên nhân mà dẫn đến cái sự thành công ấy. Thì lúc bây giờ chúng ta luôn luôn rất là mù mờ, rất là mù mờ, rất là ngờ vực đối với cái điều mà chúng ta đang quyết định làm. Ở trong Phật giáo có một vài, không phải những vấn đề gì nó cũng đều là do nghiệp hết thưa quý vị. Có những trường hợp là do nghiệp chi phối, tuy nhiên có những trường hợp do mình không có khéo léo, cái sở hành của mình không có phù hợp, hoặc mình không có cái trí tuệ để mà quán xét, chính vì thế mà nó dẫn đến cái sự thất bại. Chẳng hạn sư nói ví dụ gần đây nó cũng có một vài những trường hợp sư đi cùng với Sư Tăng đến để mà kinh an lành cho một số những người gia chủ, họ cũng muốn thỉnh Sư Tăng về đó để mà phúc chúc phước lành, ngõ hầu mong mỏi cái việc buôn bán của họ được thuận lợi. Thì ở đây thưa quý vị, đôi khi sư bước vào trong cái nơi đó đó, sư nhìn quan sát ngay tại cái địa điểm mà cái tiệm của họ mở, cũng như là cái công việc mà những người đó đang kinh doanh, hoặc là cái mức sống của những người dân ở trong cái khu vực lân cận. Thì có thể nói rằng có một số những trường hợp đó, cái nguyên nhân mà họ làm ăn không có được thuận lợi là nó chưa hẳn là do nghiệp của họ chi phối, mà do bởi họ thiếu quán xét. Họ thiếu quán xét về công việc kinh doanh, những cái mà nó liên hệ đến công việc làm ăn của họ. Chẳng hạn như sư nói ví dụ ở trong một cái khu vực đó, khi mà mình mở một cái
cái việc buôn bán hay là làm ăn về lĩnh vực nào, mình phải xem coi là ở trong đó khu vực, ở trong cái vùng đó nó có bao nhiêu cái người họ cùng kinh doanh cái việc giống như mình, và cái thực lực của họ ra sao, cái bề dày của họ đã kinh doanh ở đây nó đạt đến cái giai đoạn như thế nào. Rồi cộng thêm cái điểm mà chúng ta đặt cái trụ sở nó có phù hợp hay không, nó có phù hợp hay không, và cộng thêm mức sống của người dân nữa, để là quán xét về cái yếu tố khách quan. Còn cái chủ quan là cái năng lực kinh doanh của mình và việc sắp xếp làm sao để cho nó được tốt đẹp. Thì đôi lúc quán sư nhìn thấy cái nguyên nhân nó không hẳn nằm ở chỗ do họ thiếu cái phước là do nghiệp, mà do bởi thiếu quán xét, thiếu quán xét thôi. Cho nên ở đây khi nào mà chúng ta đã làm hết tất cả những điều cần phải làm, nó thuận lợi nhưng mà nó vẫn không có đạt theo đúng cái nguyện vọng, cái ý muốn của mình, thì lúc bây giờ hẳn đúng là do nghiệp thử. Chẳng hạn xin nói ví dụ như thế này, có những cái tai nạn xảy ra đó chưa hẳn là do nghiệp chi phối, chưa hẳn là do nghiệp, mà do mình sống bất cẩn thôi, sống bất cẩn không có kỹ lưỡng quán xét những nơi nào cần phải đến, những việc nào cần phải làm, những lời nào cần phải nói, từ đó nó đưa đến cho mình những cái kết quả, những cái kết quả mình phải chịu khổ. Chừng nào á mà chúng ta đã sống rất là kỹ lưỡng rồi, quán xét rõ ràng nhưng mà nó vẫn bị, thì lúc bấy giờ quả thật là do nghiệp chi phối. Cho nên chính vì thế mà chỉ một cái việc mà mình tin tưởng như thế nào cho nó được chuẩn nghiệp và những pháp liên quan đó, nó cũng là một vấn đề không phải là đơn giản. Chính vì thế mà chúng sanh trong đời này á, mình hay bị vướng vào cái sự nghi hoặc, không có thấy rõ được pháp nào nó đưa đến cái kết quả thật sự là cái nguyên nhân gốc của nó. Nên chính vì đó mà chúng ta rất là mơ hồ, lưỡng lự trong cái việc làm của chính bản thân mình. Thì ở đây trong A Tỳ Đàm, quý vị, khi nói đến nghi ngờ, nghi hoặc, nghi hoặc ở đây không đề cập đến những cái sự phân vân lưỡng lự, không có biết rõ những điều thông thường như ở đời. Chẳng hạn như mình không có biết rõ con đường đi đến một cái nơi nào đó, cho nên từ đó mình có cái sự coi như là hơi phân vân, không biết là nên đi con đường nào cho nó đúng. Hoặc là đối với một người nào đó mình không có biết rõ ràng, không có nhớ về tên của họ, về diện mạo của họ, cho nên tự mình có cái sự phân vân không có chắc chắn. Thì những trường hợp như vậy, những trường hợp như vậy được xếp vào cái dạng được gọi là hoài nghi thông thường. Mà hoài nghi thông thường đó, thưa quý vị, nó không vốn nằm trong pháp của hoài nghi, cái ở trong pháp, ở trong tâm sở bất thiện mà muốn đề cập đến. Đôi khi những cái sự nghi hoặc thông thường, phân vân lưỡng lự không có dứt khoát đó, là nó lại nằm ở cái chỗ là nó nằm ở chi pháp là tâm sở phóng dật, tâm si phóng dật. Hoặc là có trường hợp đó là tâm thiện, đó là tâm thiện, nhưng mà mình đang trong cái giai đoạn gọi là quán xét, cho nên chúng ta chưa có một cái quyết định dứt khoát nào đó. Để bởi vì sao lại như vậy, bởi vì đôi lúc có những vấn đề mà chúng ta chưa có dứt khoát chỉ vì lý do là mình muốn quán xét kỹ để tìm một cái giải pháp tốt nhất mà thôi.
chứ không phải là mình có cái sự phân vân lưỡng lự nghi ngờ một cách mù mờ hoàn toàn không biết gì hết. Thì trong trường hợp như vậy á, cái sự do dự đó nó lại thuộc về cái chi phần của tâm thiện. Tâm thiện, nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện hữu trợ. Hoặc là trường hợp cũng có thiện vô trợ nhưng mà nó hữu trợ nhưng mà nó hợp trí. Hợp trí tức là chưa có dứt khoát một vấn đề gì đó, do bởi mình đang dùng trí tuệ để mà mình xem xét vấn đề. Cho nên chính vì thế mà chúng ta nên phân biệt rõ khi mà nói về hoài nghi ở trong Phật pháp mà Đức Phật này dạy á, là muốn ám chỉ đến cái sự phân lưỡng lự, không có dứt khoát tự tin đối với đạo lộ của thiện pháp, đối với đạo lộ của thiện pháp. Tức là không có thấy rõ, không có thấy rõ, hiểu rõ được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, như thế nào là điều nên làm, như thế nào là điều không nên làm, bởi vì nó có hại. Thì cái đó mới được gọi là hoài nghi, mới được gọi là hoài nghi. Cho nên trong thực tế chúng ta phải hiểu điều này để mình có thể phân biệt được rõ ràng như thế nào là mình bị rơi vào trong cái tình trạng hoài nghi thật sự. Rồi, thưa quý vị, nói đến điều này chúng ta phải kể đến cái trường hợp của cái khác biệt, cái sự khác biệt của tâm tư của một vị tu đà hường với lại phàm phu nó nằm ở chỗ nào. Đối với vị hữu học là vị tu đà hường á, đôi khi họ vẫn có một vài những cái phân vân thắc mắc, nhưng mà những cái phân vân thắc mắc đó nó vốn không thuộc về lĩnh vực của hoài nghi phiền não như trong Phật pháp chúng ta đề cập. Họ có thể không biết một con đường nào đó một cách chắc chắn, họ có thể không biết tên của một người, họ có thể lưỡng lự trước một cái việc làm nào đó, nhưng mà nó không thuộc về hoài nghi. Riêng có thể họ không biết rõ về một số những sự việc phổ thông ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên có một thứ mà họ không bao giờ mà bị nghi hoặc hoặc là không có dứt khoát, đó chính là cái đạo lộ như thế nào để mà bước đi đạt đến cái sự đồng khổ đạo. Chuyện này đối với vị tu đà hường là không có nghi hoặc, tức là đừng bao giờ mà ai nói với vị ấy là hãy đi coi bói hay là hãy cúng ông này người kia để mà được cái điều này điều nọ, thì đối với vị đó họ không có tin vào những điều này đâu, họ không có tin vào những điều này đâu. Vị ấy biết rõ được cái đạo lộ mà dẫn đến an lạc á là thực hành theo thiện pháp, và đạo lộ dẫn đến sự giải thoát đó chính là thực hành bát chi đạo. Đồng thời vì đó cũng biết rõ được là cái nguyên nhân nào mà chúng sanh á bị sanh vào đọa xứ, nguyên nhân nào mà chúng sanh phải chịu khổ ở trong cái đời sống bình nhật, và tương tự những pháp như vậy phải chịu khổ trong vòng luân hồi. Cho nên chính vì thế mà cái trạng thái tâm tư của phàm phu mình á, nó lại không có được cái thuộc tính này, bởi vì nguyên nhân tại sao? Bởi vì chúng ta chưa có dứt trừ sự nghi hoặc.
Sở dĩ như vậy là do bởi tà kiến, thấy về pháp á, mình chưa có được trọn vẹn, chưa có được đầy đủ. Cho nên đôi lúc có những cái trường hợp dường như chúng ta thấy rằng là tại sao mà mình có những người mà người ta sống rất là bất thiện, rất là bất thiện, nhưng mà họ lại liên tục gặt hái được những cái sự thành công ở trong cái bước đường của họ. Rồi ngược lại, mình thấy dường như là có những người mà họ sống rất là tốt, họ sống rất là tốt, tuy nhiên họ luôn gặp những cái tai ương. Thì điều này á, đôi lúc mình cũng mình cũng có những cái dấu chấm hỏi ở trong tâm, mình cũng có những dấu chấm hỏi trong tâm chứ không phải là hoàn toàn không đâu. Đôi lúc những tình trạng đó nó xảy ra rất là nhiều. Chính vì thế mà quý vị biết cái lý do tại sao á, mà có những cái ác pháp mà mình làm á, nó đôi lúc chúng ta vẫn bị, đừng dựa vào một số những hoàn cảnh chúng vẫn bị, chúng ta không có dám đánh cược cái sanh mạng mình đối với cái đạo lộ của thiện pháp, bởi vì mình chưa có hoàn toàn tin tưởng một cách tuyệt đối. Quả thật là như vậy đó quý vị. Mình nói rằng là tôi là người đã từng học pháp, đã từng có quy y tam bảo, cái đó nó chỉ là thuộc về những cái suy nghĩ một cách tạm thời ở trong một vài khoảnh khắc mà khi chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta niềm tin mà thôi. Nhưng trong những cái lúc khác á, khi mà tâm mình vận hành đó quý vị, thật ra có những lúc trong tâm tư của mình nó vẫn chưa có hoàn toàn có lòng tin tuyệt đối. Chính vì thế mà mình vẫn hay bị ái phạm vào những cái điều mà trước đây mình đã từng được nghe, từng được biết đó là điều không nên làm, đó là ác bất thiện pháp, đó là ác bất thiện pháp, đó là cái sự khác biệt đó thưa quý vị. Còn đối với một vị là bậc dự lưu á, khi mà họ đã hoàn toàn giết trừ được rồi thì có những điều đối với vị này là tuyệt đối không làm, tuyệt đối không làm, cho kể cả đó là những pháp thuộc về những suy nghĩ, những suy nghĩ ở trong nội tâm thôi, thì họ cũng không có làm chuyện đó, họ cũng không có làm chuyện đó. Đó là vậy thưa quý vị. Rồi cho nên chính vì thế mà do bởi mình chưa có cái chứng kiến về thánh đạo, về bốn thánh đế, chính vì vậy mà chúng ta vẫn còn hoài nghi. Một điều mình không thể nào mà mình chối bỏ được mà, đó chính là bây giờ khi mà mình đôi lúc mà chúng ta biết rằng đó là những pháp thuộc về việc không có nên làm, bởi vì nó sẽ có cái kết quả là đưa đến khổ cảnh, đưa đến bất hạnh cuộc đời của mình nếu mình tái phạm. Nhưng mà có những cái trường hợp người ta nhận ra được điều đó, chúng ta nhận ra được điều đó, tuy nhiên họ sống theo cái lối họ làm thiện, họ làm lành, nhưng mà khi có được năm dục công đức thì chúng ta thỏa thích, chúng ta thọ dùng, chúng ta hưởng lại. Nhưng có điều rằng Đức Phật Ngài cũng có thuyết rằng năm dục
năm dục, cho dù là bất cứ cái trường hợp chúng ta có từ nơi thiện pháp nó đem lại, nhưng mà cái sự thọ dụng thỏa thích nó vốn nó cũng là cái mầm mống của sự nguy hiểm. Tôi hỏi thiệt với quý vị nha, có khi nào mà mình ăn ngon mặc đẹp vân mà trong tâm của mình nhận thức là đây là cái sự nguy hiểm thật sự hay không? Hay là cái mà chúng ta học á, nào nó chẳng qua nó chỉ là những cái suy nghĩ một cách nhất thời, trong một vài trường hợp mà đã có tâm thiện, có trí tuệ nó suy xét thôi, nó suy xét thôi. Chứ trên thực tế đi được ăn ngon, được mặc đẹp, chúng ta cũng rất thích chứ không phải là không. Chúng ta cũng rất thích, hoặc là thọ hưởng những cái tình cảm của tình thân, con cái của vợ chồng, mình cũng khoái, Như vậy phải chăng là trong lúc đó mình không có cái lòng tin đối với pháp ly dục? Có khi nào mà chúng ta, có khi nào mà quý vị có tự hỏi như vậy không? Quả thật là như vậy thưa quý vị, quả thật là như thế. Ngay trong lúc đó chúng ta thiếu cái lòng tin, Ê, mình cứ đâm đầu vô, mình cứ lao vô. Rồi đến một lúc nào đó mà khi mà nó ra những cái hệ lực khác đó, lúc bây giờ chúng ta phải la làng, chúng ta khổ. Chính vì thế mà nghi á, một vị được xem như là phàm phu á thưa quý vị, do mình chưa có cái sự tin chắc, cái sự chắc chắn tự tin vào thiện và bất thiện, vì vậy mà chúng ta hay bị cái tình trạng là quay trở lại. Còn đối với một bậc dự lưu á, được xem như là vị đó là vị không có quay trở lại, không quay trở lại ở đây muốn ám chỉ đến không có quay trở lại những cái trạng thái bất thiện mà phàm phu thường hay bị, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi tà kiến, nghi hoặc, lưỡng lự, và những cái phương cách thực hành không đúng đắn đưa đến cái sự giải thoát. Đó là cái khác biệt thưa quý vị. Chính vì thế mà đối với một cái trường hợp ở trong đời sống thông thường đó thưa quý vị, thực ra để dứt trừ những cái nguy hại, cái nghi ngờ, về thiện và bất thiện đó, đó là một điều nó không hề đơn giản, cái sức mạnh của trí tuệ của mình nó phải nhiều, nó càng nhiều bao nhiêu, nó thấy rõ và hiểu biết được một cách đúng đắn bao nhiêu, thì lúc bây giờ cái nghi hoặc nó mới được giảm thiểu, còn nếu như mà trí tuệ của mình không có nhiều, tà kiến tăng trưởng, lúc bây giờ cái sự lưỡng lự không có dứt khoát, sai lầm đối với con đường để mà đưa chúng ta càng ngày càng đi lên đó, lúc đó nó cũng tăng trưởng, nghi hoặc nó cũng tăng trưởng. Cho nên chính vì vậy mà để nói cái chi pháp mà ngược lại đối với nghi ngờ đó chính là lòng tin thôi,
đồng tin. Điều này để làm giảm, để làm giảm cái hoài nghi á, cái hoài nghi truyền cái, thì đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, có trí tuệ để mà mình quan sát, hiểu biết càng nhiều, càng đúng đắn bao nhiêu, thì lúc đó chúng ta sẽ giảm thiểu cái sự nghi hoặc, lòng tin không có bị dễ dàng đánh mất đi cái lòng tin đối với chính mình. Sư cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà sư xem ở trong một cái bộ phim. Đó là một cái bộ phim á, cái lấy cái bối cảnh á, là những thời đại vua chúa ở trong thời nhà Thanh á, thì nó có một cái tình huống như thế này. Trong số những phi tần của vua chúa, thưa quý vị, thì họ luôn luôn phần lớn họ luôn luôn họ dùng những cái thủ đoạn để mà họ tranh giành cái sự sủng ái của đức vua, để sau này cái ghế của họ nó được vững, và khi cái ghế nó vững rồi thì quyền lực và vinh hoa phú quý nó cũng đi kèm theo. Thì trong số trong số những phi tần, những cái đoạn phim mà sư đã từng coi, thì có một bà này được xem như là được ông vua ổng ban cho một cái danh hiệu là phi tần rất là hiền. Tức là khi bà có gặp những cái hoàn cảnh mà liên quan đến quyến thuộc của mình á, chẳng hạn như có những người em hoặc là người cha phạm lỗi lầm. Bởi vì quý vị biết là phi tần mà được đức vua ngài thương mến á, thì cả dòng họ của mình nó được thơm lây, từ đó cũng được thăng chức này kia. Nhưng mà những người trong gia đình của mình nếu mà sống mà liêm chính đàng hoàng á, lúc bấy giờ mình cũng không có bị mang tai mang tiếng. Nhưng mà nếu như mà dựa vào chức tước rồi sau đó tham ô hối lộ để rồi đến hồi bắt á, thì lúc đó nó cũng bị ảnh hưởng đến cái danh tiếng của mình. Thì cái bà phi tần này đó quý vị, có một lần bà gặp với trường hợp là người em với lại người cha bị dính líu vào trong một cái việc coi như là liên quan đến hối lộ và bị ông vua bắt. Thì cái người mẹ mới đi vào trong cung để gặp người con gái của mình, mới nói rằng hãy dùng cái sự sủng ái của đức vua dành cho cô gái, cho người con, để mà xin cho người em và người cha thoát tội của vị hành hình. Thì lúc đó người con mới trả lời như thế này, con mới trả lời rằng là không thể làm cái chuyện này được, bởi vì nếu mà làm cái chuyện này nó chẳng khác nào là mình không có liêm chính, không có đàng hoàng. Cái mà cô đó cổ trả lời với mẹ là cái mà con có thể giúp được cho em với cha là sẽ dùng cái lời xin của mình để cho được coi như là giảm nhẹ tội, đến đâu thì hay đến đó, rồi hoặc là sẽ bằng cái cách thức nào để chăm sóc cho cha và người em ở trong ngục á, nó được thoải mái hơn, nó được thoải mái hơn, chỉ có vậy thôi. Cô ta trả lời rằng vì lý do là từ trước bây giờ là người cha khi mà còn là con gái ở nhà chưa có vào trong cung, thì đã từng dạy mình là một người phải sống coi như là một cách minh bạch, rõ ràng thị phi, cái nào đúng cái nào sai một cách rõ ràng, chứ không có vì cái tình thân mà phá lấp. Cho nên cổ trả lời như vậy. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, người mẹ rất là bực, mẹ rất là bực, mới bỏ về.
trong một cái khoảng thời gian sau á, người con mới chết trong ngục. Người cha thì cũng bị coi như là xử phạt, cũng bị xử phạt. Lúc đó bà mẹ bà mới đi đến, bà nói với cô con gái của mình là gia đình bây giờ tan nát, có đúng một cái người nói giỏi nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Tất cả những chuyện này là do con, do con mà ra hết. Con là một người vô dụng, con có khả năng để mà khỏa lấp được những cái sai lầm của người thân, nhưng mà con không có dám, con không dám làm, vô dụng. Cho nên tất cả những cái khổ đau tan nát gia đình là từ con mà ra. Lúc bây giờ thưa quý vị, cái cô gái đó, cái cô gái đó từ một người biết phân biệt phải trái đúng sai, nhưng mà lúc đó do nghe nói như vậy á, bắt đầu tự hoài nghi tới chính bản thân mình. Cô ta nghĩ rằng là vậy phải chăng là tất cả những cái điều sai trái này là từ ta mà ra, ta là lỗi lầm. Thì ngay từ lúc đó thưa quý vị, cái cô đó cô bắt đầu cô thay đổi cách sống. Lúc trước cổ hiền bao nhiêu, cổ phân biệt được phải trái đúng sai bao nhiêu, thì lúc bây giờ cổ bắt đầu là cổ thủ đoạn bấy nhiêu, cổ thủ đoạn bấy nhiêu để giành lại những cái mà gia đình, người mẹ cho cổ là vô dụng. Thì ở đây thưa quý vị, sư muốn kể cho quý vị nghe để cho chúng ta thấy một cái điều ở đời á, trong cái cuộc sống của chúng sanh ở trong sanh tử, đôi lúc mình được dạy về đúng sai, tuy nhiên để mà tin tưởng một cách rõ ràng và không có từ bỏ cái lòng tin đó của chính mình đó, đó là một cái điều không dễ chút nào. Đôi lúc chúng ta bị một số những trường hợp mà tác động đến tâm lý, làm cho chúng ta có cái sự nghi hoặc đến những điều mà vốn mình đã làm đúng chứ không phải là sai. Cho nên chính vì thế đó, trong một vài những cái bối cảnh cuộc sống đó, có những trường hợp đó, người ta trách tội người khác, trách tội người khác, đổ lỗi cho người khác, cho rằng tất cả những cái nguyên nhân đau khổ là từ người đó mà ra. Nhưng mà nếu như chúng ta là người không có đủ cái khả năng mà quán xét hiểu về như thế nào là đúng sai, thiện là bất thiện, không có giữ vững được cái lập trường lòng tin của mình một cách đúng đắn, thì đôi lúc chúng ta có thể tự nghi ngờ chính bản thân mình. Và sự nghi ngờ đó đó thưa quý vị, nó có thể thay đổi cái tâm tư của mình. Từ đó, điều đó cho thấy rằng chúng ta đã không có tin vào cái biện pháp mà mình vốn dĩ đã gìn giữ, đã hiểu từ trước tới giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đánh mất được, đánh mất đi lòng tin, đánh mất đi lòng tin đối với những thiện pháp. Cho nên phải nói rằng ở trong cuộc sống này á, thưa quý vị, có những chuyện á mà do cái sự móc xích liên hệ của chúng ta đang xen giữa những cái tình cảm, những cái hỉ nộ ái ố, những cái ác và thiện, mà nếu như mà mình không có nhìn ra được một cách rạch ròi á, lúc bây giờ mình sẽ có thể tự hoài nghi chính bản thân. Và đôi lúc đó mình sẽ bị suy sụp bởi vì cái lời trách móc một cách vô căn cứ, một cách vớ vẩn của người khác mà mình tin là cái lời nói là đúng, đó là thật. Thật sự là như vậy thưa quý vị. Chính vì thế mà lúc mà sư xem cái đoạn đó đó, sư cũng học ra được một điều từ cái cô đó. Cái cô này từ trước giờ cũng sống rất là chuẩn mực, hiểu như thế nào là hiền thục đoan trang, nhưng mà sau này tại sao cũng lại bị thay đổi tâm lý một cách coi như là 180 độ, là từ cái việc mà đã đánh mất cái lòng tin đối với cái pháp mà mình đã cho là đúng và sai. Nếu bây giờ nó bị xoay chuyển ngược lại. Cho nên chính vì thế mà cái hoài nghi cái á, hoài nghi cái đối với chúng sanh á, ở trong đời này á,
khi mà mình đã bị vướng phải, thưa quý vị, thì có thể nói rằng nó làm cho mình không có nhận định và xác quyết vào cái lập trường chân chánh của bản thân. Quả thực là như thế. Chính vì thế mà có những cái quan điểm đó, thưa quý vị. Chẳng hạn như sư nói ví dụ như thế này thôi. À, chúng ta luận pháp hoặc là đàm luận với những người thân cận của mình đó, đôi lúc nó có trường hợp người ta nói rằng là ở đời á, mình chỉ sống tốt, mình chỉ có thương những người nào mà người ta có hại mình thôi. Cái đó là đúng. Tuy nhiên, những ai mà người ta hại mình, những ai mà người ta không có ơn hoặc là gây trở ngại đến chính mình, thì cái chuyện mà chúng ta phải trả đũa lại họ, để hãm hại lại họ cho họ bị khổ đau á, đó là cái điều nó hợp lẽ đạo không, đó là điều hợp lý, đó đâu có gì đâu sai trái. Thưa quý vị, nội cái vấn đề rất là đơn giản như vậy thôi. Mình đi hỏi những người khác, 100 người là hết 99 người, người ta trả lời là đúng rồi, đúng rồi, nói hiểu như vậy không hề sai. Nhưng mà ở trong Phật Pháp đó, thưa quý vị, thì không phải là như vậy. Trong Phật Pháp thì không phải là như vậy. Mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta một cái đạo lộ đó, là phải hoàn toàn giữ vững lập trường của mình đối với cái sự thương tưởng đối với tất cả chúng sanh trong bất cứ trường hợp nào. Thì cái trường hợp như vậy đó, là chúng ta mới thật sự là mình giữ vững được cái lòng tin đối với thiện pháp. Quý vị biết rằng là Đức Bồ Tát đó, Ngài tu tập đó, sở dĩ có ba cái hạng mục, tức là ba cấp độ, cũng đánh giá là cái lòng tin, cái sức mạnh của lòng tin đối với thiện và bất thiện, nó có năng lực khác nhau, nó có năng lực khác nhau. Chính vì cái sự trải nghiệm, cái sự thử thách của ngoại cảnh, mà tùy theo trường hợp nó cũng nói lên cái lòng vững tin của mình đối với cái pháp đó hay không. Sư nói ví dụ Đức Bồ Tát á, ngày tu tập á, ngày dám hy sinh những vật ngoại thân như là tài sản để mà gìn giữ cái giới hạn của ngài. Thì ý ở đây muốn nói rằng là nếu mà cho ngài lựa chọn á, là giữa tài sản và giới hạn của mình, thì ngài chọn cái nào, thì lúc bây giờ ngài chọn giới hạn, ngài không có chọn tài sản. Đây, không có chọn tài sản. Nhưng mà trên thực tế, thưa quý vị, trên thực tế chỉ ở cấp độ này thôi, đôi khi chúng ta khó có để mà chọn, có lòng tin chọn cái giới hạn được, đúng không? Chỉ ở cấp độ thôi. Ở cấp độ cao hơn á, là không chỉ đối với tài sản không thôi đâu, mà kể cả đối với cái việc mà những cái gì mà nó xảy ra mà nó thể xâm hại đến tứ chi, những chi phần quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến cái đời sống sức khỏe của ngài. Nếu như cho ngài lựa chọn thì ngài cũng vẫn lựa chọn thà hy sinh tứ chi, chứ không có đánh mất cái giới hạn của mình. Quý vị thấy không? Cái này nó còn khác, nó còn khó ăn hơn nữa. Rồi đến cái mức độ cuối cùng á, mức độ cuối cùng đó chính là bây giờ giữa sanh mạng và giới hạn, mình chọn nào? Chẳng hạn như một người á, người ta mà đến kề cà dao, người ta chuẩn bị người ta giết mình, thì cái phản xạ tự nhiên của mình là mình sẽ phản lại người đó, và thậm chí có thể hạ sát người đó để giữ cái mạng sống chính mình. Nhưng mà cái trường hợp tu tập của những vị Bồ Tát ở cái giai đoạn gọi là bậc tối thượng á, thì bây giờ người khác mà tới mà làm hại đến ngài, thì ngài vẫn giữ cái lập trường
về giới hạnh, không có vì đó mà sát hại ngược lại chúng sanh khác. Thà hy sinh, thà mình là người bị hại chứ mình không có đóng vai trò là người hãm hại đối phương. Vì cái chuyện này thì thôi khỏi phải nói rồi, quá khó rồi thưa quý vị. Bây giờ có ai nói nặng nói nhẹ mình câu thôi, mình đã không có giữ được cái ác khẩu rồi, mình không có giữ được khẩu rồi, mình chỉ cần im lặng thôi, nó cũng là cái điều mà khó tìm ở trong đời rồi. Chứ đừng nói chi mà xâm phạm đến những cái người quý giá của mình như là con cái rồi vợ chồng mình vân vân, thì đụng chạm đến những cái quyền lợi của mình và thậm chí đến sanh mạng của mình, thì cái điều đó phải có cái sự dứt khoát vững tin vào thiện pháp là giới hạnh thì mới có thể giữ được, chọn được giới hạnh. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thường hay có sự phân vân lưỡng lự. Phân vân lưỡng lự ở đây là sao? Phân vân lưỡng lự ở đây là mình không có dứt khoát, hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đối, chưa có đạt được cái thái đó đối với đạo lộ của thiện pháp. Cho nên lúc mà chúng ta thấy mà nó hình như nó giống như nó hơi hơi có cái gì đó sai sai, là lúc bây giờ chúng ta bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu chúng ta lấy cái tay chúng ta bóc qua bên cái miếng của bất thiện. Cũng có lúc mình bóc pháp, nhưng mà khi một vài những cái bối cảnh của cuộc sống nó xảy ra, lúc bây giờ mình không có quán xét, mình không có thấy rõ, mình không có xác quyết, lúc bây giờ mình sẽ nghi hoặc. Chính vì thế mà khi nói về sự nghi ngờ đúng không, thì nghi ngờ ở đây một điều chúng ta nên nhớ là muốn ám chỉ đến những pháp nghi ngờ liên quan đến những vấn đề hệ trọng, đó là đạo lộ của thiện, của bất thiện, nghiệp quả, hoặc là cái sự nghi ngờ liên quan đến vấn đề sanh tử, sanh tử. Đó là những điều mà chúng ta nên để ý. Và để chấm dứt được hoàn toàn cái pháp này á, thì chỉ có với thánh đạo của bậc Diệu Lưu thôi. Còn trong cái quá trình tu tập của mình á, khi nào mà chúng ta có chánh kiến, có sự hiểu biết, có nhiều trí tuệ, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rõ, mình không có bị mơ mơ màng màng. Còn đối với những lúc mà chúng ta mơ mơ màng màng á, không có thấy rõ, hoặc là mắt nhắm mắt mở, hoặc là trong kiếp nào đó mình sanh vô, mình không có điều kiện thuận lợi để gặp những bậc hiền trí, để được nghe chánh pháp, để được tu tập á, lúc bây giờ thưa quý vị, trời, cái nghi ngờ nó dày đặc hơn, dày đặc hơn. Chính vì thế mà đây là một pháp mà được xem như cái pháp ngăn che. Ngăn che có nghĩa là ngăn che cái gì? Ngăn che ở đây muốn ám chỉ đến nó ngăn che cái sự tăng trưởng, tiến bộ của chúng sanh. Kể cả trong lĩnh vực của sự cái quả của nghiệp cũng vậy. Và nhất là tâm tư của chúng sanh không có được phát triển, không có được phát triển, không có được tiến bộ, không có được hướng thượng, là do cái nguyên nhân là cũng là có hoài nghi ở trong đó. Cho nên nó được đóng cái vai trò là truyền cái, tức là cái mái che đó, che đậy, ngăn, nó không cho mình bước đi. Đi tới đó mình gặp ngã mắt đó là mình bị khựng lại. Đó là như vậy. Thôi sư xin chấm dứt ở đây, cũng vừa phải lễ rồi. Thời gian còn lại thì quý vị hãy hồi hướng công đức và chấm dứt cái buổi học này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại đức quy niệm đã giảng bài pháp ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và con kính thỉnh đại đức quy niệm chúc phúc cho rung chúng con. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, sư rồi.